Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Am English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Am English. Và hôm nay thì Thanh sẽ quay trở lại với một cái bài học học phát âm. Ok, 10 từ tiếng Anh thông dụng các bạn hay phát âm sai. Are you ready? Let's go. Number one, I have queue. Ok, rất nhiều người đọc cái từ này là quy e hay là que hay là quy y Ok, không phải nhá, cái từ này xếp hàng, danh từ và là động từ luôn Ok, và chúng ta sẽ đọc gồm các âm sau K, và chúng ta sẽ đọc là q Again, q, q Number two, từ thứ hai, từ này thì chúng ta có nghĩa là sự hỗn loạn đúng không? Tuy nhiên là có nhiều bạn hay đọc cái chữ này là chào Chào, ok? Không phải nhá Mình sẽ nhìn phiên âm này, đánh vần cùng với thành nhá Trọng âm thứ nhất đúng không? K, A, K, đúng không? K, O, S, Và chúng ta ghép vào Chaos, again Chaos, one more time Chaos, chaos Good job. Ten ten đây là từ thứ ba. Cái từ này ha, chúng ta sẽ đọc là gì đây? À, có nhiều người bạn sẽ đọc cái từ này là fruit, fruit là ui đúng không? Không phải nhá. Mình sẽ gồm các âm sau cái âm ui này. Người ta sẽ đọc là âm u, âm u dài nhá. Chúng ta chu miệng lên nào. U yes, fr, fr Chứ fr đọc liền luôn này. Fr, fr, ok. Fruit Đúng chưa? Thêm chữ T hàng cuối này Fruit Again Fruit One more time Fruit Fruit Good job Number four Số so bốn cái từ này ha Thì nhiều người sẽ phát âm là One One Như kiểu là O, A, N, One One như kiểu tiếng Việt OK lưu ý cái chữ này chúng ta sẽ không bắt đầu bằng một nguyên âm đâu ạ không phải là chữ on mà là chữ u âm u u OK chúng ta chui miệng lên và kéo về nhá u yes u gồm các âm sau u a a mm. và chúng ta mình gối vào hả one again one số một đúng không one one number five we have this one. Ok, cái từ này là gì nhỉ? À khi mà các bạn nội trợ á, thường liên quan đến nội trợ thì sẽ biết từ này. Đó là từ công thức đúng không? Công thức nấu ăn đấy. Rồi, thì bình thường mình hay nghe nghe mọi người đọc cái từ này là Recipe hoặc là receipt không phải nhá. Cái từ này mình sẽ đọc như sau. R e r đúng không? R e r r. Tiếp này. Cái này mình sẽ đọc là s. Ờ S, s. tiếp cái âm nguyên âm e của cuối từ thường các nguyên âm e của cuối từ là âm câm đúng không tuy nhiên trong trường này nó sẽ được phát âm ra ok mọi người lưu ý nhá chúng ta sẽ, sẽ là p i p -I. đó nối vào re s -p again re s, -p re -s -p đọc liền đọc đi xuống re nhấn trọng âm đi lên ok đọc lại với thanh nào recipe 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 Good job. Number six. Từ số 6 Thanh có một cái từ rất là thông dụng và Thanh thấy hầu như là ai cũng phát âm sai cái từ này ha Cho nên là để ý cho Thanh nhá Mình sẽ có cái từ rau củ quả đúng không? Mình hay đọc, có phải là mọi người hay đọc là Vê ghép Table Bởi vì cái chữ table này giống như kiểu là uh, Chữ chữ cái bàn ấy đúng không? Mọi người hay nhầm là cái chữ table này Đó Mọi người hay biết là à đây Table Ok không phải là table nhá Và chúng ta không ghép như vậy chúng ta sẽ đọc như sau gồm cái từ này chỉ có ba âm tiết mà thôi không phải là vegetable mình đọc như thế là bốn âm tiết rồi nó chỉ là vegetable ok lại nhá e g veg again veg veg yes t t ơ ơ t đúng không t t tiếp b l b l ghép vào b b Bul, okay, vegetable. Again, vegetable. One more time, vegetable, vegetable, Vez -ve ta vegetable, vegetable, vegetable. Number seven, okay, số bảy ha. Mình sẽ có cái từ này cũng tương tự như cái từ vegetable lần trước mình hay đọc là vegetable và cái từ này mọi người cũng hay đọc là comfort và table. Ok, như kiểu nước giặt Comfort đúng không? Và cái bàn là ghép vào với nhau, không phải như vậy nhá. Cái này mình sẽ lập gồm có 3 biết mà thôi, không phải là comfortable mà sẽ là comfortable. Comfortable. Được chưa? Comfortable. Còn các âm sau. À, um. Thêm chữ phờ đằng sau luôn này. Comf. Comf. Yes. T. T. B. B kế vào nhá Comfortable -ờ. Again Comfortable com Đó Cho răng trên cắn môi dưới một xíu Là chữ dưới phờ hả Comfortable 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 -ờ. Comfortable -ờ. com -ờ. com -ờ. Cái này có nghĩa là gì nhỉ À Từ này có nghĩa là thoải mái đúng không Comfortable Tính từ Thoải mái Comfortable Number 8 Số 8 Mình có từ sau sô cô la okay. nhiều người đọc là gì nhỉ à đúng rồi mọi người hay đọc là chocolate đúng không chocolate thế nhưng mà cái từ này đọc lại cho thanh nhá nó là một, có hai âm tiết thôi không phải chocolate mà là cho cho clut clut đó color nó liền với nhau luôn nhá lại mình thanh nào chocolate again chocolate cho one more time chocolate chocolate great sô so chứ không phải là chocolate sô so cô ok chocolate great number này, một cái ngày ở trong tuần ha cái từ này cái ngày này thanh thấy hay mọi người hay phát âm sai và mọi người hát âm cái từ này là uh, tuesday ok gần đúng rồi tuesday tuy nhiên là cái âm s ở đây chúng ta sẽ phát âm là z mọi người lưu ý nhá cho nên là tuesday được không ạ ok tuesday use đó Tuesday, Tuesday, ok day a a ha a day rồi chúng ta ghép vào tuesday again tuesday. Tuesday. tuesday 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 great chính xác rồi và nhớ là đây là thứ ba và mình sẽ đọc là tuesday chứ không phải là tuesday ok tuesday tuesday And the last one, number 10 Mình sẽ có một cái từ cũng là từ ngày ở trong ngày trong tuần Và cái ngày hôm nay là ngày thứ tư đúng không? Thì chúng ta sẽ thanh nghe học viên của thanh nói Hoặc là một số các bạn hay phát âm là Wednesday Với Wednesday, Wednesday Và không phải như vậy ha, cái từ này mình chỉ có hai âm tiết mà thôi Và chúng ta sẽ đọc là E, When, When Thêm chữ Z đằng sau Wednesday, Wednesday rồi day day ghép vào Wednesday 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 ghép vào Wednesday Wednesday ok thứ tư nha chúng ta sẽ nói như thế cho nó sang hơn và mịn hơn đúng không Wednesday Wednesday alright thứ tư chứ không phải là Wednesday ok rồi, chúng ta vừa học xong 10 từ mà các bạn có thể hay phát âm sai Và nếu mà các bạn bạn nào đã phát âm sai những cái từ đấy sau khi xem video clip của Thanh Thì hy vọng là các bạn có thể chỉnh được cái phần phát âm của mình Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải luyện nói, tập đi, tập lại rất nhiều lần Bởi vì chúng ta đang quen với cách thói, cái, cái thói quen là phát âm cách cũ rồi Bây giờ sang cái cách phát âm điều chỉnh lại cái phần âm của mình nó hơi khó tuy nhiên dạ uh, yeah, bởi vì nó là một phần trong việc học ngôn ngữ mà chúng ta sẽ phải luyện tập đi luyện tập lại được nhiều lần đúng không và bây giờ chúng ta sẽ xem lại các cái từ này cùng với thanh một lần nữa nhé uh, thanh có 10 từ ok và thanh dơ các từ nào lên thì mọi người hãy thử tự tin đọc lại cho thành cái từ đấy một lần nữa ok rồi thanh cũng check cùng mọi người nha alright đầu so this rồi ah yes fruit fruit again. Next one. Thứ tư. À đúng rồi. Wednesday. 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 Okay, good job. Ten ten. All right. Cái này là rau củ quả đúng không? Không đọc là vegetable mà mình sẽ đọc là vegetable. 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 Good job. And one. Thứ ba. À đúng rồi. Tuesday. 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 OK lỗi sai đấy Tuesday lưu ý nhé cái chữ Z này hay sai Tuesday Tuesday good job everyone alright and then chocolate OK yes chocolate 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 chính xác rồi OK uh -huh, comfortable đọc sao đây à đúng rồi comfortable 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 Good job, everyone. Okay, công thức. Yes. Recipe. Yes. Recipe. 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 Good job. Tên tên, số một. À, one. One. Nếu chữ N nữa nha. One. One. Good job. And. Mm -hmm. Okay, sự hỗn loạn. À, mình sẽ đọc là Chaos. Chaos. Chaos chaos. Hey okay. And the last one, xếp hàng. Q, Q, Q. Yes, good job everyone. Và Thanh hy vọng là uh, sau khi mà mình luyện tập như vậy thì Thanh mọi người đã có thể phát âm uh, một cách chính xác hơn những cái từ mà thông dụng như vậy. Uh, thế nên là lưu ý là hãy xem video clip luyện tập đi luyện tập lại thật nhiều lần và sau đó mình sẽ uh, có thể phát âm những cái âm này một cách chính xác hơn, sang hơn và mình nói, mình giao tiếp với nhau hàng ngày nó sẽ mịn màng hơn, đúng không? Ok, alright, so that's it for the pronunciation lesson today. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc cái buổi học phát âm ngày hôm nay và thành hy vọng là video clip này sẽ hữu ích dành cho tất cả mọi người. Và nếu mọi người thấy video clip của Thanh hay thì đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh youtube của Amalish để đón chờ rất nhiều các video clip hay và hữu ích từ Thanh nhá. That's it. bye!